đang tiếp tục công việc rửa bát, đánh chùi rau, chùi nồi niêu cho các bạn. Cọ luôn cái chạo đi cho nó sạch sẽ, dốc luôn lượng ống ra này,
nó khô này. Đấy, là đi thì đi cần đi đấy, tôi đổ một chậu nước vậy. Công việc là kết thúc nha các bạn.